Hello, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nha. Và video này mình sẽ tiếp tục random với Squad nha. À đồ đây. Ôi đừng anh ấy. Ôi lắc nữa mà bị chết là nhục lắm đó. Anh em có sống mà chơi với idol đến cuối bo nha. Đồ mà. Ôi mấy ông này chơi như thế này lắc nữa mà bị tôi và tôi mà nó bắn chết à. Thôi đó. Thôi mình đối sang Bochiki đi. Bảo càng hên xui lắm đồ mà. Chúng chưa có súng sát là chết luôn á. Ừ đúng rồi, cho Bochiki cho nó an toàn nha bạn. Không có ai nhảy cung à. À có một team trên đầu. Ủa đâu? Một team trên cao. Ok, có một team. À, 5 bóng luôn kìa. Rồi, nó một team thôi. Bóng à? Này muốn tắp sang bên cánh phải rồi em ơi. Mình tìm cái súng sang mình lùa luôn. Đây, có cái M16 rồi này. Giáp nó đủ luôn, có bình máu nữa. Ồ, nghe rồi nhá. Công luôn anh em ơi. Chấp hai rồi này. Không có súng luôn. Ông chạy xa khác nhà đi. Let's go. Qua bên em mình định. Ôi, đứng chân trước mặt sao vậy đó. Đúng, đứng chân trước mặt này. Ở đâu vậy bạn? Ôi, thằng kia nó cái của tôi rồi. Ông nào cái S? Thằng phe khác. Ông nào dám cái S khác của bên team mình. À đây, một ông trong nhà đây. Nóc nha bạn. Bọc y tá. Giết nó anh em. Ui bên kia có một ông đang chạy. Let's go. Mình giữ tôi. Mình vừa giết một bọc anh em ơi. Cái bọc. Trời ơi hai ông này vô ông giết. Ui ơi. Nhà này có người. Bên cái mình cũng có người luôn. Có DP rồi. Thôi bị kẹp rồi. Ô nhà này có người. Mình xử cái tiền này. Đây rồi này. Một thằng này. Đồng đội mình đóng rồi. Bây giờ. Chủ bắn đâu nhỉ. Ông kế bên đây. Đấy đấy. Ngồi bắn công này. Ló cái đầu này bạn ơi. Đúng rồi, số 4 lại, số là tôi bắn chết thằng đấy đó, còn một thằng trên nhà. Tôi bắn đi, tôi một thằng đi trên nhà. Anh số 1 này. Gạt cho ông này cái đã. Một thằng trên nhà này luôn à? Đúng rồi. Bên đó còn không người kìa. Nhà. Chơi luôn nhá, chờ tôi này. Đến mình tí nhá. Thủ trên nhà đấy. Đến mình qua đừng có vô một mình là bị bắn chết đó. Đây. Nhà đấy á, tôi tưởng nhà này. Không, xuống đâu. Đâu nhà đâu? Kế bên à? Nhà đấy tôi vừa lên rồi. Không, nhà này. Đây, nhà này. Ok, vào đi vào. Đây chúng anh chúng muốn này. À, bên này. Trời ơi. Một tiếp là bị clear rồi anh em ơi. Nó xảy chặt tôi hết luôn. Hồi nãy là bên này có tiếng súng này. Tôi tắp M16 nó. Không, ý là nó xảy tôi chặt hết. Không, chết rồi. Còn bọn hướng 2240 chẳng này. Vẫn còn này. Ok. Ừ, vẫn có tiếng súng. Đấy. Đó, anh có lấy đạn 5 hay đạn 7 không này? Hình như là ở bên đường thì phải. Có người gần tôi. Có người gần tôi này. Cái tiếng chân này. Ui, máu này mình phải im cờ cái đã. Để máu này chết nữa. Có tiếng chân đấy sao? Qua đường. Ok. Máu này đi sang người. Ngon đấy chứ, đâu có đùa. Ở đây nhà này có người anh em ơi. Nhà nào ông ơi? Ông nào vừa nói ta? Tôi bảo với con em gái là tôi đang chơi với ông YouTuber nó xem hồi nãy giờ mấy trận rồi mấy ông ạ. Tôi bảo Việt đây, Việt không có xem gì đây. Gặp ai đồ không mời, xem chứ, tội gì. Không mời gái vô chơi, bóng này kỳ con ghê em đó. Gái tôi bảo là ông này hack đấy, đù quá. Ôi, chú tôi có từng chân. Không phải em thì... đâu, nhưng mà con này con bạn ấy, hay chơi với tôi. À, thật ra thì người ta cơ mình hack thì mình rất là vui, không có gì hết. Người ta cơ mình hack mà mình không hack thì chứng tỏ là bất lắm, rất là hay luôn. Ui bắt nhau rồi kìa. Đéo phải bot rồi. Đâu mà nó bắt quần hay tôi từng bot ạ. Ông công một mình như thế là nóc là nó gạt giò chết luôn đó. Ok, trên nhà này có người ông ơi. Nhà nào? Chắc chắn luôn à? Mà... Nghe từng chân luôn rồi. Ui cục đá kia có một ông này. Không biết phải không? Chả có tiếng gì không ạ? Nhà không có người nhưng mà cục đá kia có người nè. Qua anh em ơi. Qua công cục đá kìa. Mẹ, anh nhà tôi. Chắc ok, mình chớ cái ông số 3 này qua công luôn. Tôi. Ôi, chị mẹ cho tôi đi với. Không, trên này có người nè. Sư cấp này rồi, mình chớ đi. Ông Linh có người. Lên hết. Có một ông thì phải. Thôi, xong nha. Xong bạn rồi nha.
Ôi cùng bot. À góc này nằm bên này. Mình bắn cùng bot anh em ơi. Còn không ông ơi. Tướng là đồng đội chứ. À bộ ông nữa kìa. Chạy đâu hả bạn? Hình như lại là một con bot nữa. Thôi kệ. Rồi đi anh em ơi. Lên xe lên xe. Lên xe đi sang người thôi. Cái bo này bây giờ là mình sẽ chạy lên hướng khu cảng anh em ơi. Đó hồi nãy cái đường bay nó bay ngang qua cảng mà. Let's go. Đi anh ơi. Nhanh chứ không là mấy cái team ở cảng à, đi mất nữa. Mate. Bắn với ông này lâu KDA lên cao lắm này. Mình có được bắn nữa mà. Dòng mình người, càng có người nhá, càng có người càng có người. Trong nhà kho. Một. Ok. Trong kho mình sẽ chạy sang bên trái này. Có một nhiều cũng lên. Ôi có người luôn này. Ông đang chạy này. Hai ông luôn. Đừng đừng đừng. Chơi luôn. Mình đông mà sợ cái gì. Ôi. Ông nữa này. Rồi xong. Lìa 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 lìa. Có hai thanh niên ở cáng à. Số một chết rồi kìa. Kiểu idol kìa. Nhưng vậy là có một team ở trong kho nữa. Nếu mình thiếu bóng cái gì à? Xong rồi mình công qua kho luôn. Rồi bạn ok. Bạn Uzi. Ủa mini này. Chẳng này mình làm cái combo hai cây mờ bị xấu luôn. Mình có người lạ mà mình đâu có sợ đâu. Idol mẹ idol lấy cúp 6 không? Tôi có cúp 6. Ông dùng đi, mình có X3 rồi mà. Ông mình cúp 6. Này idol ơi, cúp 6 này. Bao nước ta. Cúp 6 hay cúp 8? Đây cúp 6 đây nha. Đùa chứ có đâu nào cúp 6 lắm. Ôi ông này vứt ra luôn này. Tôi đâu căng ông ơi. Tôi giờ chỉ là bạn rồi. Thôi có mình nhặt luôn cũng được. Này cúp 6 nào ông ơi. Có rồi ông ơi. Tôi cho rồi. Enemies ahead. Bây giờ công qua cái nhà kho này hồi nãy là hả? Ông kia kêu qua nhà kho này má ông ơi. À không. Hồi nãy má ông này kêu là bên nhà kho này có người mà. Ai lời không? Có thừa cho tôi. No. Có thừa X8 thì. Ủa. Tới 6 thôi. Có cái xe này. Vãi trưởng thì đó đây là cái xe ạ. Ôi. Ông kia hồi nãy thách cái xe này kêu người à. Trời ơi. Nguyên một ba bốn cái xác trong nhà kho anh luôn. Có cúp 3 cho tôi đi. Ông X6 kéo xuống đấy. Hồi nãy mình vừa vứt cái cúp 3 ra đó. Thì tôi chỉ có mỗi X4 thôi. Ôi, đứng chia đồ kìa. Thế thôi. Thôi, em lái xe mình đi. Let's go. À, có tiếng súng. Yeah. Có người kìa anh em ơi. Rồi, công qua luôn. Một tiệm hay sao ấy. Máy tìm cũng chơi luôn. M4 kìa. Hấp dẫn. Có người à? Phải lấy kill. Có người. Đúng rồi, có người. Ok. Mày không thoát được đâu con trai. Mày không tốt được đâu con trai. To be continue. À, to be continue này, một ông. À, nhanh quá rồi. À, con. À, có tiếng chân bên này. Gặp tôi này. Đâu rồi bạn ơi? Container kìa. À, ông này chạy đi đâu đây? To be continue này. Đâu ra ông nổi này nữa? Cái bị nốc kìa. Hay lắm người lạ ơi. Trời ơi. Ông nói đây nằm ở ngoài có đó. Ok. Mẹ để tôi cứu idol phát nào. À mà thôi, tôi. Tôi cứu. Thịt mẹ không phải idol của tôi. Không phải idol của tôi. À, ông kia cứ kêu là không phải idol của tôi. Tôi giờ chỉ là bạn thôi. Thằng lục cái hộp thánh này anh em ơi. Ui ông này nó smoke sớm thế. Smoke ạ. Chơi chiến thuật thế. Nó không tới được rồi. Tuổi gì tới được. Vài cái tới. Mẹ chơi chiến thuật thôi. Mẹ tới được. Sao như này mà tới. Đúng rồi ông ơi. Rồi. Ăn đi anh em ơi. Có người. Ui có xe tới. Có xe. Một thanh niên này. Rồi thôi xong. Thôi xong. Đập vô cái hộp tính thật sắc này. Ngáo này. Ui mát 19 à ấy. Ngu người này. Ui bên kia có súng thính. Hả? Có xe nữa nhá. Xe nữa này. Lại một thanh niên nữa. Nát não nha. Enemies ahead. Địt mẹ thay nhau đến chết à. Mà ông này toàn đi lễ không à. Nhanh rồi đi cướp thích anh em ơi. Lại xe à. Xe ai đâu. Đứng bên qua bên này dừng rồi đi. Hôm nay thay nhau đến chết thì vậy. Kiểm tra xem khu nhà này có chống người không nữa. Không bắn DB nữa. Ác lắm. DB làm gì? DB cuối bò. Ôi thích kìa. Xong chưa má ông ơi. Đi nè. Ủa. Let's go. Phải lại gan.
À, phải lag à? Đi. Đúng rồi, đi cướp thôi. Tầm này thì sợ gì nữa. Nhặt 6 quả smoke anh em ạ. Bạn mấy ông này bạn tự tin rồi dễ clear tem nó. Nhỉ. Cần gì? Mấy ông gặp team địch ta cứ lao lên. Quả một phần anh. Đừng có sợ. Lo mẹ một hai ba thằng rồi. Có đâu mà giờ đắp quá trời luôn. Mình sấy không kịp rồi. Mình chỉ đi sau mình cover thôi. Rồi mình sẽ dừng ở trước mặt đây. Dừng đây chết xem thử là mấy ông bị đó. Được rồi. Ơ. Yên bấm lỗi. Đấy luôn. Đừng chạy thẳng nhá. À thôi. Để mày không? Tôi chạy trước, có idol đằng sau cover được đó được. Mẹ cũng khá. À đây nằm. Ông này nằm này đùa. Mắc thì cũng ok thôi. Có một ông à? Phải. Thanh niên này tìm đâu ra cái súng anh em ơi. Có cái gì không các bạn? Má tìm đâu ra cái súng tính này bắn này. Cái bạn. Lại có máy bay nữa kìa. Ôi ông bắn đi. À, rồi bên kia. Ok. Rồi qua bên đó ăn luôn thích luôn. Ông thế ông ăn mấy kill rồi? Ôi có cái xe kìa anh em ơi. Có xe nhá, có xe. Thôi xong, xong bán rồi nha. Chết bán đi thôi. Kẹt xe rồi nè. Ui nổ xe luôn. Ui nổ xe. Vãi. Chết chưa? Ông kia ông cầm ở 249 ông sai nổ xe luôn anh em ơi. Hên đó là mình ở xa xa chứ không hồi nãy mà team mình là tủ sấy nô cái xe luôn. Ở gần đó là nô ban chất cái team vào, luôn rồi. Vào nhà. Không có người khác. Cắt thằng kia chơi. Tôi chưa gà. Nó đang có 5 đầu anh em ơi. Ai lên máu không? Mẹ 12 bình máu các ông ạ. Ui, ông nhặt gì mà lắm thế. Lại 12 K98 này, sao lên SR. 3 bình máu là đủ rồi. Ông kia giống như là y tá vậy đó. Thầy mic tôi ồn không? Có. Mình để mấy xe vô trong nhà giáo là lắc nữa đi bo. Nghe gì đâu. À có người, có người bắn. Có người bắn, Đây này, gần này. Đâu ông ơi, binh đi, binh phát đi ông ơi. Nó chạy mẹ rồi. Đây trước mặt này. Mặt bắn là ở đâu? Đấy. À bên này. Không, gần luôn. Đấy là tôi binh thế thôi, chứ nó ở cái hướng đấy. Đẩy luôn. Ui nổ xe rồi. Đẩy luôn đi. Ô xe này gần nổ. Ô có tí chất luôn này. Ui ông nổ đằng kia. Phải trước. Thằng lag à? Thằng nó chạy như lag đấy. Không biết có thằng ngoài này nữa này. Ui ông này hack chạy nhanh à. May giờ mình ở đó đâu có ai đâu. Về ông cái xuất hiện ngay bên góc tường. Đâu. Mong là bắn đâu. Gốc cây. À đây rồi. Một bé đồ trắng này. Nóc nha bạn. Đá nữa. Không gạt dò được rồi. Chẳng thằng đá hướng 75 nữa. Enemies ahead. Ui sau này bắn mình nữa này. Đọc vậy. Xe ngoài này đúng không? Xem mình đấy. Xem mình đấy. Bom này đắp hết rồi, cứu rồi. Tìm xe đi, rồi nợ công lên. Ông sấy nổ cái xe kia là toang quá. Bây giờ xe hư hết rồi. Thế nào? Cái xe của thằng kia ấy, xe nổ gần nát của xe mình. Vâng, xe đằng kia tôi sấy ấy thôi. Tôi sấy vào đầu đằng kia nóc luôn thôi mà. Đây này, một âm này. Cảnh đá này. Chạy hả bạn? Ui, ca kìa anh em ơi. Bị trí số 1 ấy, ơi, cho mình bắn với. Yếu lắm luôn á, cái cốc cây kìa. Enemies ahead. Đó, chỗ đó. Đây. Đây này. Ông này nằm nữa hả bạn? Cái thằng khu nhà em bắn chạy ra kia rồi. Mẹ có thằng gần. Ông nào? Mẹ nó. Có thằng hướng 190 nhá. 190 à? Có ca ở đâu ấy nhỉ? Ca trên đồi này nó bắn mình à? Ca đâu, thằng này bắn SLG hay EKS ấy. À ca hồi nãy là ở bên sau mình bắn. Hồi nãy có một ông ở sau mình nè. À bắn gốc cây đấy. Mình phải đi lái xe anh em ơi. Lốc cây này nè, bắt lốc cây mà. Bây giờ ở đây bắn nhau nắp đâu có giết được đâu. Có thằng gần hướng khác. Có cái giáp không? Ừ, nói chung là nhiều thằng, tem đấy nhiều thằng. Bên đây ông đi kiếm một cái xe đi. Đây có chiếc PUBG này. Chiếc PUBG đây. Bây giờ mình qua lại chiếc PUBG. Hướng. Bên kia một cái nữa là hai cái. Mình chờ ông đồng đội mình qua lấy cái đó nữa rồi đi công thôi. Ôi khu nhà này có người này. Enemies ahead. Rồi bây giờ mình chờ mấy ông này qua khu nhà này cọc trước đi. Đây có xe đây rồi. Lên số 3 ơi. Quy rồi. Lên đây tôi chờ qua lái cái xe kia nữa. Phải đồ lên
Không chưa. Ô đằng sau bắn này. Đấy có hai xe này. Nhặt cái băng ơi. Tôi đang cần hai thằng đây này. Phải cái cần hai. Có hai xe. Đi hai xe. Cần hai mà không chết ông nào vậy? Xuống đi máu ơi. Follow me. Rồi, ok, qua bên này. Ông ơi lại đi, tôi không lái xe ông hay đâu. Qua xứ mất cái ông ở khu nhà này trước này. Enemies ahead. Có người à? Enemies ahead. Hồi nãy mình nghe tiếng súng bên này. Có người. Ủa cái tiếng xe ở đâu kêu vậy ta? Ở đây có xe nè. Lấy lên. Đùm má nó ngồi trong xe nè. Ôi vãi chưa. Đùm con ốp này, thằng ốp này. À mà nó đi. Trời thằng đi ngồi trên cái xe mà mình không để ý. Không bắn là em bắn đấy. Thôi nhường cho bắn đó. Đù nó ngồi trong xe. Hai đùm bắn ốp đi. No. Mình bây giờ mình bắn ốp nữa thì nó dễ quá. Game nó dễ lắm. Tôi bắn rồi. Liều. Ốp đâu, có ốp đâu. Trận này mình làm combo mà 16 mà. Ok có combo 6 vứt đi rồi. Đây này. Thôi ông kia xuống đi, để tôi chơi cho. Ủa có 3 ông ơi, tôi cũng 6 này. Bây giờ mình sẽ quay lại cái khu nhà cũ của mình nè. Chấm đỏ. Cam bò lại mong trên đồi. Xuống xe ông ơi. Quên. Rồi lên nè, quay lại cam mấy tim trên đồi. Không ai thích cả khu nhà luôn kìa. Tỉnh kìa anh ơi. Giờ bay lại bọn nó chơi luôn đi. Mẹ đừng bắn xa. Ui, tụi đâu có hắc đâu mà bay. Chơi lại. Chơi khu báu luôn à. Dừng lại đây, chúng ta lên. Nó dừng ở chỗ cái xe cái nhà hồng rồi. Ok. Bây giờ là bóng kia phải chạy bom mà. Lên cái băng lửa. Anh ở cái xe kìa. Ui, một ông này. À, ông đồ đen này không trúng ta. Không anh ơi, như có một thằng hay sao. Ôi, nấp rồi nè, cầm luôn. Tôi bắn. Đâu rồi. Tôi bắn trúng. Đẩy. Let's go. Rồi, cho một ông ở lại luôn đi. Ông ở đây cover đi. Ở trên đồi kìa, anh ơi chạy trên đồi kìa. Một thằng bên phải nhà okay, nhá. Ok, thoát rồi nha. Bên phải ở dưới ấy. Cháy. Cho nó vô trong phòng trước đã. Nốt thằng bên ngoài này. Ai da ông này. Ai chạy thằng nó cứu. Súng đâu rồi. Chỗ ba gặp nó này. Ngoài thích tiệm đắp đây. Ui ông này nữa. Có. Trời ơi, ông súng ba này ông cong lên nhà mà. Bây giờ đi á. Okay. Lột ra cái ông xô đồ trắng tìm địch. Vâng, vài phút nữa. Mà toàn bắn ca chém mà không chết. Đi bo bơi nhanh này. Chết đi thì con đi cùng bọn thằng Lâm. 18 giây nữa này, bo thu rồi này. Let's go. Nhanh bo thu rồi bóng ơi. Let's go. Đồ lắm cầm ốp. Còn lại là bóng này. 5 bóng nữa. Đứng lại, cho tôi đi với. Sao lại không lên được? Quay về cái khu nhà hồng cũ đi anh em. À, nhập khu nhà gỗ đó. Mắc cái team địch ta sẽ vô trong bom và đã thấy khu nhà đó ở giữa bom đó. Nó đâm đầu vô và mình giết thôi. Dừng chỗ này xem. Sang, không sang bên kia ăn à? Ui, ông nào chết nè? Sang bên kia ăn à? Vãi chưa? Người này. Nó đấm chấp lần có. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Mình cũng không hiểu luôn đó. Đây xe bốc ghi này anh ơi, trong này có xe bốc ghi. Ôi nhà này có người anh ơi. Nhà nào? Còn đằng sau. Ủa bên kia thì có tiếng súng này. Trong thằng đằng này luôn. À thôi. Dừng lại đây chơi luôn này. Trước đi. Đằng sau là ở đâu? Đủ, đằng sau để tôi cầm ốp. Gọt đầu. Máu này bắn ở bên này này. Trời ơi, cắm như này mà không bắn được thì thôi đó. Bắn nấp trong mắt cái lùm cỏ đó. Đâu đi ai đủ. Bắn bừa thôi ông ơi. Không mà thấy. Ôi. Đấy, ở sau mà. Ông nào ở sau đây sao. Rồi nè. Phải chuông. Ho này ở sau này mà không cong. Cho nó một cơ hội sấy mà nó sẽ không chết thì nó đi rồi. Gần như này mà, đây sờ móc này. Mấy ông ở đây nhá, tôi đi kiếm người đây. Ôi. Từ. No. Chết, nó cong qua luôn ông ơi. Đúng rồi. Chạy theo rồi. Cho 4 đấy nhá. Ừ, còn lại có 2 ông mà ở bên này này. Qua chơi luôn chứ. Đây này. Mình thấy một ông này. Một ông này nằm. Không chết kìa. Sâu nữa nè.
Rồi. Đâm nó mà không chết. Đâm nó văng lên trên cao luôn mà. Ok, như vậy là video mình kết thúc ở đây. Nếu mọi người thấy video Random Squad này hay nha thì đừng quên bấm cho mình một like nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau.